Hello, có back to my channel Star Scale được không? Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Ở fast này. Một map khá là đẹp. Let's go. Thank you.
OK, review rushing. Let's go. Okay, let's start it. Let's go. Và đây là một trong những 12 tựa game khá hay và hot trong những tháng vừa qua. Và mình đã lọc ra ở trong clip này. Những tựa game đua xe khá là hot và hấp dẫn. Let's go. Left,
Sir, I'll rush you. Let's go. It's not a clue. It's a mess. Wow, đỡ luôn. Xe khá là đẹp. Và là một chiếc xe đua. Need for speed, no limits.
Rồi ok, tiếp tục nào. Ở first night. Let's go. Risk for the sky. Okay, risk was. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo. Musky, ba đây. Mình bị đơ máy luôn, đâm ra là lộn một vòng và chết một vòng luôn. Ok,
Xem có update gì không? 195. Tiếp tục nào. Taxi SIM 2020. Castor Play. Đi vào lúc đêm đi. Đêm thì người ta hay bắt taxi nhiều. Và đi đường đêm thì khá là vắng vẻ. Các bạn có thể phóng nhanh được tùy ý thích cho các bạn. Ở đây các bạn sẽ chở những anh chàng này muốn đi taxi. Khi đó thì các bạn sẽ kiếm một khoản tiền và bọn đổi cho các bạn nâng cấp lên chiếc xe taxi xịn cho mình. Ở đây thì mình sẽ đi thẳng vào quầy bên tay trái đây. Xin nha. Dừng nào đây. Legendary performance. The taxi drivers are one of the best bands right now. Future Hall of Famers. Rock Radio. How much longer? Anh chàng muốn đi taxi tiếp. Ok, tôi sẽ đón anh ta. Ở đây là một cô làng. Một cô làng có vẻ là người châu Phi. Tôi thích chiếc xe này. Ok. Is it usually this crowded?
như thế và các bạn sẽ đi tìm những người cần đi taxi và các bạn sẽ trở đi rồi nâng cấp cho chiếc xe của mình ngon lên. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Camber Van Speak. Đây là một tựa game đỗ xe. Let's go. Oh my gosh. Wow. Thôi chết rồi. Không quanh được kiểu kia cơ. Mình sẽ lại vào này. Các bạn phải đi khá từ từ, nếu không sẽ bị đâm ngay. Watch is what? Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang được game tiếp theo. First Time Plus. Đây thì mình sẽ đua một chiếc xe trung bình với tốc độ tối đa thì của nó có 200 km/h. Và này không biết có thể về được đích không, và mình sẽ cố gắng về đích của này. Tốc độ của lúc đầu đi cũng rất là chậm. Khá là xa. Yeah.
sắp đến được mình rồi. Về được thứ ba thứ hai không? Tốc độ phải thật nhanh thôi. Chiếc xe này khá là yếu. Có vẻ như mình đứng thứ ba rồi. Bùm. Còn nếu các bạn muốn vô địch trong phần này thì các bạn có thể dùng bằng chiếc xe loại sang. Tốc độ 250 km/h. Và đây là một chiếc xe với tốc độ 250 km/h, chạy rất là nhanh. Ngay lúc đầu các bạn có thể tiến tới trực tiếp những người này, vượt qua luôn. Tốc độ khá là cao. Và tựa game cuối cùng, Bridge Simulator. Lơ nghỉ dưỡng và mình vừa mới nghỉ dưỡng xong và tiếp tục một chặng đường dài.
đây thì mình sẽ bật tự động lên ga. Cho lên tốc độ tối đa. Để nơi đổ xăng, các bạn có thể vào đổ xăng. Oh my god. Passengers, our driver and crew will be at your service to provide a safe and comfortable travel. Dear passengers, our bus will continue its trip in 5 minutes. Please take your seats. Vậy thì mình sẽ để đi tốc độ cao. Tối đa có 80. Đó, các bạn nhìn thấy và các bạn cứ đi, đi đến hết đoạn đường, đến điểm đích thì lúc đó các bạn sẽ dừng lại và tiếp tục dừng lại ở một điểm để các bạn nghỉ thôi. Ok, rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.